Chiều ngày 3 tháng 2, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã điều tra làm rõ một nhóm 6 thiếu niên liên tiếp gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trên xe ô tô của người dân để ngoài đường vào ban đêm. Nhóm thiếu niên này có độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, trú tại các phường Tân Lợi, Tự An và Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột. Tất cả 6 thiếu niên này đều đã bỏ học, trong đó có nhiều em, cha mẹ đã ly hôn hoặc đi tù, không có người lớn quản lý nên đã rủ rê nhau sống lang thang. Để có tiền tiêu xài cá nhân và chơi game, vào ban đêm, cả nhóm đã rủ nhau đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, tìm tài sản của người dân sơ hở để chiếm đoạt. Mục đích chúng nhắm đến là những chiếc xe ô tô của người dân để ngoài đường. Khi phát hiện chiếc xe nào quên khóa cửa là chúng mở, rồi lục lọi lấy cắp tài sản. Với thủ đoạn đó, chỉ hơn một tháng nay, nhóm thiếu niên này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp trên xe ô tô, lấy cắp nhiều tiền và tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.